mái nhá. Mái thẳng chỗ thôi. Chú cắt ở đây nhiều chưa chú? Đâu chú làm ở đây nhiều, hôm nay chú mới cắt. Hôm nay mới cắt hả chú? Ừ. Chú muốn cắt kiểu gì thì cứ bảo. Cháu nó cắt hả? Vâng. Gáy trắng nhá. Cắt trắng luôn. Gáy trắng vát lên thôi. Chứ đừng trắng cả đầu. Hơi trắng thôi, chưa trắng quá. À. Gáy thì trắng. Chứ đừng trắng cả đầu là được đúng không chú? Trắng cả đầu là được, trẻ quá. Trẻ quá. Trắng như bọn mày không được. Đấy kìa, nó giống đầu kia kìa. Đấy kìa, gáy trắng luôn. Chân Phương trắng luôn. Vâng, trắng, chân Phương. Cứ cho chú khoảng độ 4,5 xong 3 ly. Không, 4,5 xong 3 ly.